Nay mình mới về thêm một chiếc điện thoại, đó là điện thoại V64 SIM nha. Ở đây thì mình đã lắp thử 4 cái SIM cho mọi người xem. Sóng này các bạn này, 4 SIM 4 sóng căng nét. Đây là cổng sạc, cổng tai nghe 3.5 mic thoại, loa ngoài. Mình sẽ cùng thử cho bạn để tránh mất thời gian, danh bạ của nó lưu 500 số. Nghe nhạc các bạn dùng ngay phím này mà bấm vào nghe này. Còn đây là mình đang nghe FM nha, FM không dây. Cách bối cồn, chiến hồn nhiên đáp, thông minh đột xuất đấy mà, đột xuất đấy. Còn quốc thì cãi, địch phải. Y chiến này á, cứ chuyện gì dính đến gái gú. Đó, các bạn nghe em rất là to, đó là phím bấm này, rõ ràng.